và chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của Thế Giới Di Động. Ngay từ khi mà Oppo cho ra mắt chiếc Oppo Find X5 Pro, một trong những sản phẩm cao cấp của hãng, thì em đã nhanh chóng nhận được những đánh giá cũng như là những phản hồi rất là tích cực về thiết kế cũng như là khả năng quay chụp vô cùng là ấn tượng. Và để nói tiếp thành công đó thì nhà Oppo cũng đã cho ra mắt dòng sản phẩm tiếp theo, đó chính là Oppo Find X6 Pro. Và những thông tin về chiếc điện thoại này cũng đã được rò rỉ rồi, và hãy cùng mình tìm hiểu ngay trong video sau đây các bạn nha. Ok, let's go. Theo như leaker nổi tiếng Digital Chat Station thì mặt lưng bằng kính của chiếc Oppo Find X6 Pro này sẽ có độ dày là 9.3mm, và có vẻ hơi đáng tiếc một chút là chiếc điện thoại của nhà Oppo lần này sẽ không có phiên bản mặt lưng bằng gốm. Từ ảnh render thì có thể thấy rằng Find X6 Pro sẽ có vẻ ngoài cực kỳ cao cấp với mặt lưng bóng, khả năng cao được làm bằng kính. Máy vẫn có cụm camera sau lồi liền khói được thiết kế theo dạng hình chữ nhật với kích thước lớn, bao gồm 3 cảm biến và đèn flash LED kép. Về màn hình thì theo những cái tin đồn trước đây, Oppo Find X6 Pro dự kiến sẽ ra mắt với màn hình E6 có kích thước 6.7 inch và đi kèm với tấm nền AMOLED. Độ phân giải 2K+ và có tần số quét cao 120Hz sẽ mang đến cho người dùng trải nghiệm giải trí xem phim hoặc chơi game với màu sắc sống động, chân thực và sắc nét. Bên cạnh đó thì phía người dùng cũng kỳ vọng rằng bộ vi xử lý hình ảnh Mari Silicon do chính nhà Oppo phát triển hứa hẹn sẽ mang lại sự cải tiến và đột phá hơn trong thế hệ kế tiếp của Oppo Find X5 Pro. Ngoài ra thì ở mặt lưng, phần camera chính là một điểm mạnh của thiết bị này, với camera góc rộng có độ phân giải 50MP, camera tele độ phân giải 13MP, camera góc siêu rộng độ phân giải 50MP và camera macro độ phân giải 3MP. Bên cạnh đó, camera selfie của Oppo Find X6 Pro cũng được trang bị với độ phân giải 32MP. Về hiệu năng thì chiếc flagship này sẽ được trang bị con chip mạnh mẽ nhất đến từ nhà Qualcomm, đó chính là Snapdragon 8 Gen 2 với nhiều công nghệ mới nâng cấp hơn. Cùng với đó thì Oppo Find X6 Pro còn được trang bị dung lượng RAM 12GB cùng với bộ nhớ trong 256GB hoặc là 512GB, giúp người dùng có trải nghiệm đa nhiệm mượt mà, lưu trữ dữ liệu một cách rộng rãi, thoải mái. Máy sẽ có viên pin 5000mAh với hỗ trợ sạc nhanh có dây 100W và sạc nhanh không dây 50W. Hiện tại thì vẫn chưa có thông tin chính thức về giá bán và ngày ra mắt chính thức của chiếc điện thoại này, và người dùng sẽ phải cần chờ thêm nhiều thông tin chính xác hơn trong thời gian sắp tới về thông số cấu hình của siêu phẩm này. Và các bạn nghĩ sao về những thông số cấu hình của chiếc điện thoại này, cũng như là ấn tượng nhất với điểm nào, hoặc là trong thời gian sắp tới thì liệu rằng chiếc điện thoại này sẽ còn có những thay đổi nào nữa hay là không, thì hãy để lại ý kiến của mình ở phần bình luận bên dưới cho mình biết với nha. Và nếu như thấy video này hữu ích hoặc là muốn chúng mình làm nhiều hơn nữa những video như thế này, thì hãy để lại một like và subscribe cho kênh YouTube của Thế Giới Di Động để ủng hộ cho chúng mình nha. Xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye.